Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại cẳng chân bị đứt rời cho một bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt lìa chân. Bác sĩ khoa phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ cho biết, bệnh nhân nhập viện với vết thương đứt rời dưới 1/3 cẳng chân phải. Thêm một tai nạn nghiêm trọng vì lao động được cấp cứu ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lần này tai nạn xảy ra không phải là từ các nhà máy, xưởng sản xuất tư nhân mà là tai nạn khi sử dụng máy cắt cỏ. Một lão nông đã bị lưỡi cưa văng vào chân khiến chân của ông đứt lìa xương ống chân. Bệnh nhân 71 tuổi làm dãy tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Sau hơn 6 tiếng tai nạn, bệnh nhân mới được nhập viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó thì xương ống chân đã bị đứt gần lìa, phần dính lại chỉ khoảng 2 cm. Các bác sĩ ngay lập tức đưa vào phòng phẫu thuật tiến hành cố định xương chắc chắn, nối các mạch máu, dây thần kinh, gân cơ. Sau 4 tiếng, chân bệnh nhân đã được nối liền. Bệnh nhân cho biết gia đình ông thường xuyên sử dụng máy cắt cỏ để làm rẫy trồng dâu tằm. Tuy nhiên vì loại lưỡi cưa đĩa không hiệu quả nên ông chuyển sang sử dụng loại có 2 lưỡi cưa dài khoảng 40 cm. Vì không kiểm tra kỹ lưỡng nên một bên lưỡi cưa bị văng ra, chém vào chân đứt gần lìa khi ông đang phát cỏ. Máy cắt cỏ mang lại nhiều tiện ích cho người lao động trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp điều khiển đã bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa chân, thậm chí là bỏ mạng do không tuân thủ an toàn lao động trong khi làm việc. Cái bữa đó sao mà nó xét cái chân ra, quất vô cái giò anh. Về rồi anh không có làm ăn gì được hết trơn, gia đình nghèo nữa. Đây là anh Võ Hoàng Nhân, 31 tuổi ở Cà Mau. Trong lúc đồng nghiệp đang sử dụng máy cắt cỏ trước cơ quan, thì bất ngờ lưỡi cắt bị gãy, chân cứng, làm cánh tay phải của anh bị đứt lìa. Thank you.